Xin chào anh em quay trở lại với cả Hacom, mình là Hoàng. Và như anh em biết thì dạo gần đây những chiếc 40 đã dần dần về với cả bộ máy của anh em rồi. 40, 90, 40, 80, 40, 70 các kiểu đã dần về máy. Vậy thì nhiều anh em hỏi rằng là thế thì laptop của tôi có chứ nhỉ? Câu trả lời là có rồi anh em nhé. Thì đây là chiếc laptop Gigabyte G5. Anh em đã có quen thuộc với cả chiếc laptop này rồi. Nhưng trong thời điểm hiện tại, vào bây giờ, ngay lúc này thôi, anh có thể qua Hacom và mua chiếc laptop Gigabyte G5 phiên bản MF này với cấu hình đó chính là RTX 4050 mới anh em nhé. Bây giờ thì hãy cùng mình xem là chiếc laptop này có gì khác biệt với phiên bản đời cũ. Thì như mình đã nói thì chiếc laptop này đã được refresh lại và nâng cấp lên, đó chính là RTX 4050, vẫn được giữ chip CPU đó chính là i5-12500H như bình thường. Và design thì nó vẫn tương tự như vậy, một design rất là hầm hố và cứng cáp, có thể nói là như thế. Trên đây sẽ có logo của Gigabyte, bên góc này sẽ có một chút, đó chính là họa tiết nhìn trông khá là đẹp. Nói chung mình đánh giá rằng đây là một thiết kế tương đối cứng cáp. Bề mặt trên này thì là bằng kim loại này, bề mặt bàn phím kim loại này, còn các mặt còn lại thì bằng nhựa anh em nhé. Mở ra chúng ta nhận được một chiếc màn hình 15,6 inch Full HD và có tần số quét là 144Hz, và đó là những gì mà mình có thể set đặt ở đây. Cái điều này thì sẽ giúp cho cái trải nghiệm chơi game của anh em nó mượt mà hơn khá, đặc biệt khi mà anh em chơi những tựa game FPS. Và tất nhiên Gigabyte vẫn không quên cho chúng ta một chiếc webcam ở trên này để có thể chatting với cả người yêu hoặc là các bạn bè, rất hợp lý. Tiếp theo nữa thì ở nằm bên dưới chúng ta sẽ có một chiếc bàn phím, và bàn phím này thì là bàn phím full size anh em nhé, và nó sẽ có đèn RGB có thể tùy chỉnh được thông qua phần mềm, đó chính là control, đây control center 3 của Gigabyte. Trong phần mềm này thì cũng khá là tiện đấy, trên này sẽ có system này để chúng ta có thể nhìn thấy những cái gì hiện đây này, những tính năng, những CPU, những GPU này, storage này, brightness này, vân vân và vân vân. Bên dưới thì sẽ có LED keyboard này, anh có thể tùy chỉnh được màu của đèn bàn phím này, độ sáng này, và tất nhiên sẽ có cả thời gian nghỉ của bàn phím nữa. Bên dưới thì sẽ là cài đặt macro các thứ kiểu, và cuối cùng là tính năng mình rất là thích ở trên chiếc laptop này, đó chính là sạc thông minh. Tức là nếu mà anh em biết, khi mà sạc một chiếc máy tính hay một chiếc điện thoại sử dụng pin lithium ấy, thì nếu mà anh em sạc lên tới 100% thì tuổi thọ của pin sẽ dễ chết hơn, tức là nó tính là một vòng sạc. Nhưng nếu anh em chỉ sạc đến 80% thôi thì pin sẽ được kéo dài về thời gian lâu dài, khiến cho tuổi thọ pin có thể dài hơn, thay vì là ví dụ chẳng hạn 4 năm thì có thể là 5 năm hoặc 6 năm tùy. Và ở đây thì đã có một cái setting để giúp chúng ta có thể sạc ở mức từ 70 tới 80, tức là sạc cao nhất là 80 thôi, rồi nó sẽ giảm xuống 70 rồi lại sạc lên 80, chứ không sạc lên tới 100% đâu anh em nhá. Mình thấy đánh giá khá là hay. Rồi thì bàn phím full size có đèn LED như vậy, tản ra bấm như nào? Theo như mình thấy thì vì hành trình nó tương đối là cao và cũng khá là nảy, không bị cảm giác khó chịu khi bấm, và cái độ dày bàn phím thì cũng tương đối là tốt. Bên dưới chúng ta sẽ có một cái touchpad và có cái họa tiết tương tự với cả mặt trước này, khiến cho nó trở nên khá là đồng đều về thiết kế. Kích cỡ thì cũng vừa đủ, và mình đặc biệt thích khi mà chiếc touchpad này nằm ở giữa hai tay mình khi mà mình để ở vị trí đây, bởi vì bàn phím này là bàn phím lệch sang một bên, thế nên touchpad cũng bị lệch sang một bên anh em ạ. Về cổng kết nối thì chúng ta sẽ có, đó chính là một đầu LAN này, một đầu USB-C này, một đầu cắm micro SD card, và bên này chúng ta sẽ có, đó chính là một đầu USB, hai đầu USB-A thường và hai đầu audio. Bên dưới đây chúng ta sẽ có nào, một đầu sạc, một đầu mini DisplayPort, một đầu HDMI và một đầu USB-C nữa. Nói chung là số lượng cổng kết nối của em này thì không thiếu gì cả. Nhưng em này về thiết kế thì khác gì với cả em G5 GS cũ? Cùng mình xem nhá. Đây là chiếc G5 GS cũ của chúng mình này. G5 GS cũ đây. Và anh em có thể biết thì đây là chiếc được quay cùng với cả Rigaki, tức là anh Hải ấy. Và theo như mình thấy ở đây thì thế nào nhỉ? Như nhau, có vẻ là như nhau. Thiết kế có vẻ là như nhau, màn hình là như nhau, design như nhau, kích cỡ là như nhau, độ dày cũng như nhau. À, có một điểm anh em ạ, đó chính là cái bàn phím đã khác, tức là không phải là cảm giác bấm thì như nhau nhá, nhưng mà cái font chữ thì khác rồi. Với phiên bản MF này thì Gigabyte lựa chọn một font chữ nó mảnh hơn, nó mỏng hơn, và có thể nói là nó tròn hơn không nhỉ? Nó cũng không đến mức tròn lắm, nhưng mà nó mỏng hơn và nó mảnh hơn. Nó thay vì nó là bold thì nó là regular hoặc là italic. Thế thì cái này thì tùy vào cái sở thích của anh em thôi. Bản thân mình ý, thì mình lại thích cái thiết kế của chiếc cái font chữ bên này hơn, cảm giác nó gaming hơn và nó đồng đều với cái logo Gigabyte to này hơn. Còn cái này thì tùy nhá anh em nhá. Nhưng hiệu năng của 4050 thì như nào? Bây giờ thì hãy cùng mình xem nó như nào nhá.
Đây, thì mình đã test ở đây là một vài tựa game ở độ phân giải Full HD thông qua, nói chung là mấy phần mềm test của mình ấy. Thì mình có test tổng cộng là 4-5 game gì đấy. Đây, mình sẽ test đó chính là Battlefield 5 này, CSGO này, Dota 2 này, Far Cry 5 này và Shadow of the Tomb Raider. Thì như anh em thấy ở đây, Shadow of the Tomb Raider sẽ đạt được mức FPS trung bình là 80.9, khá là cao. Far Cry 5 thì có một mức FPS cũng khá là ổn định ở 108, rất là ok luôn đấy. Ở Dota 2 thì tất nhiên rồi, 85. CSGO thì đạt được một mức FPS trời mượt, đó chính là 132. Và cùng thì Battlefield 5, một tựa game tương đối là nặng, vẫn đạt được một mức FPS là 102 anh em nhá. Về cái mức hiệu năng ấy thì mình cảm thấy rằng hiệu năng của nó rất là ổn cho một chiếc laptop mỏng nhẹ với một mức giá tiền thấp như này. Và đặc biệt là nó lại còn có cả một chiếc i5-12500H cơ. Thế nên là khi mà anh em làm việc thì không cần phải lo lắng quá nhiều. Nhưng có một câu hỏi nhiều anh em hỏi, đó chính là liệu rằng một chiếc laptop như này hiện tại nó đang bị giới hạn đúng một thứ thôi, đó chính là 8GB. Đúng rồi anh em ạ, chiếc laptop này do là nó có một mức giá rất thấp, thế nên là Gigabyte chỉ có thể đút vào trong đây là 8GB thôi. Anh em có thể nâng cấp không? Bây giờ hãy cùng mình mở chiếc laptop này ra nhá. Cái laptop này thì sẽ được bảo hành 24 tháng em nhá. Ở đây có ghi sẵn rồi. Và đây nó có ghi là phiên bản MF này. Để mình lỡ vân mở ra. Mở ra khá là dễ dàng. Tất nhiên là mở thì anh em mất bảo hành. Cái đấy thì hiển nhiên. Nói gì nữa đâu nữa. Ok, vậy thì đã mở ra rồi. Và có thể nói là hệ thống tản nhiệt của em này cũng khá là gắt đấy. Nhìn trông cũng khá là đẹp đẽ. Nhìn qua thì có vẻ giống như là 1, 2, 3, 4 ống đồng. Nhưng mà không biết là có phải là bị rút gọn hay không. Nhưng mà dự đoán đi, 4 ống đồng đi. Cứ gọi là 4 ống đồng đi nhá. Đây không phải là chính xác, bởi vì mình chưa mở đây ra, mình phải mở hẳn đây ra cơ thì mình biết là đúng chuẩn 4 ống đồng hay không. Nhưng bây giờ là mở ra sợ hỏng của người bà lắm. Rồi, thì đây coi như là 4 ống đồng thì sẽ có một ống riêng cho GPU và hai ống riêng cho CPU. Ngoài ra sẽ có một ống chung ở cho hai cái thiết bị này. Và mức nhiệt của nó thì cũng khá là tốt, mình đánh giá là khá là tốt đấy. Chiếc 4050 có một mức nhiệt rất là ổn, bởi vì khi mà mình chơi game ấy thì Gigabyte họ đẩy xung rất là mạnh luôn, họ đẩy xung cực kỳ mạnh cho chiếc CPU luôn, khiến cho CPU khá là nóng, khoảng tầm 90 độ. Nhưng mà chiếc GPU thì rơi vào khoảng tầm 70 độ thôi, hợp lý. Còn chiếc pin chúng ta đây là chiếc pin 54Wh, cũng vừa đủ cho chúng ta sử dụng cho các tác vụ bình thường, còn để chơi game thì không đâu anh em nhé. Còn nâng cấp thì sao? Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ còn thừa ra một khe nữa để anh em nâng cấp. Hiện tại đang có ở đây đó chính là một thanh 8GB DDR4 3200. Anh em hãy mua nguyên một thanh này nữa, gắn vào đây là có thể nâng lên được 16GB anh em nhá. Và khiến cho chiếc laptop này sử dụng lâu dài hơn rất là nhiều, thực sự vô cùng hợp lý. Ngoài các option về nâng cấp về RAM ra thì chúng ta có thể nâng cấp được thêm cả chip Wi-Fi nữa nếu mà muốn nhá. Nếu mà muốn, thực ra mình nghĩ không cần, bởi vì Wi-Fi kết nối em này là quá ổn áp rồi. Và một cái nữa đó chính là một chiếc ổ cứng ở đây. Nếu mà anh em muốn nâng cấp từ 500GB lên 1T hay 2T hay 3T hay 4T gì đấy thì có thể gỡ cái ổ cứng 12 này ra và gắn một ổ cứng khác vào. Nhưng mình nghĩ rằng với chiếc ổ cứng 500GB mà Gigabyte đã đút sẵn ở đấy thì mình đảm bảo rằng không có gì để chịu thoải mái đâu anh em nhá. Nói chung ấy, chiếc laptop này là một chiếc laptop mình đánh giá tương đối là tốt với mức giá, đặc biệt với cái mức P/P của nó và chất lượng build của nó thì khó lòng mà có một chiếc laptop nào có thể sánh vai được. Nếu mà anh em hứng thú với chiếc laptop này ấy, thì mình sẽ để đường link dưới mô tả để anh em có thể xem nhá. Còn mình rất xin lỗi là mình chưa thể gọi là so sánh trực tiếp được với cả chiếc 3050 đây, bởi vì mình chưa có đủ thời gian. Nhưng sẽ có một video tiếp theo là so sánh trực tiếp với cả chiếc 3050 nhá. Bởi vì rất may mắn, Gigabyte có những chiếc laptop đồng đều về CPU, GPU, CPU, RAM mà khác với GPU thôi, khiến cho việc so sánh cho mình rất tốt. Rồi, cuối cùng thì cảm ơn anh em đã xem video này và hy vọng gặp lại anh em tại video khác nhá. Quên mất, anh em ạ, quên. Thiếu. Đây, cái này anh em có thể nâng cấp được, nhưng mà bên này còn một lỗ khác nhá, một lỗ 12 nữa để anh em có thể cắm vào trực tiếp luôn. Tức là thay vì là tháo cái ổ này ra thì anh em có thể gắn ổ nữa. Hợp lý. Đấy, tự dưng quên mất đấy. Nhìn không rõ mắt, hồi chụp thumbnail.